Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng về quy định cấm hoán cải xe trên 10 chỗ ngồi thành xe dưới 10 chỗ ngồi chở khách theo Nghị định số 47 năm 2022. Vì khi nghị định này được ban hành, có nhiều người hiểu nhầm các loại xe limousine, D-car được cải tạo từ xe 16 chỗ xuống 10 chỗ, kể cả người lái, sẽ bị cấm hoạt động. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, nội dung quy định cấm cải tạo xe từ 10 chỗ trở lên thành xe từ 10 chỗ trở xuống để kinh doanh vận tải tại Nghị định số 47 không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải, kể cả các loại xe limousine, D-car. Do các phương tiện này đều có sức chứa từ 10 chỗ trở lên, Nghị định số 47 cũng có quy định chuyển tiếp để đảm bảo tính chặt chẽ và có tính kế thừa, không hồi tố. Các trường hợp đã hoán cải trước khi nghị định có hiệu lực sẽ tiếp tục được sử dụng cho hết niên hạn của phương tiện theo quy định.